Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio trong việc là hỗ trợ tăng cường thể lực cho nam giới. Theo các bạn, đông trùng hạ thảo thì được xem như là một trong những loại thần dược hỗ trợ hoàn hảo mọi mặt về sức khỏe của chúng ta giúp tăng cường sinh lý cũng như là tăng cường sức đề kháng, giải độc gan vô cùng hiệu quả đúng không ạ? Và bên cạnh những công dụng chính như vậy thì sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio còn được biết đến là một trong những sản phẩm tuyệt vời hỗ trợ giúp tăng cường sinh lực cho phái mạnh. Thưa các bạn, nam giới thì thường là trụ cột chính trong gia đình và phải làm rất nhiều việc nặng nhọc và khi mà áp lực công việc mệt mỏi thì họ rất dễ bị suy kiệt về thể sức. Chính vì vậy, làm như thế nào để có thể luôn giữ tình trạng sức khỏe ổn định cũng như là giúp cho cơ thể được khỏe mạnh hơn luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm và nhất là nam giới. Và dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio được xem như là một trong những giải pháp hàng đầu trên thị trường hiện nay trong việc là hỗ trợ tăng cường thể lực. Nếu như các bạn thắc mắc tại sao chỉ với một gói nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio nhỏ bé như vậy mà lại giúp tăng cường thể lực vô cùng tuyệt vời thì Kiều Anh xin được giải thích như sau trong thành phần của nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio có chứa tới 17 axit amin khác nhau cùng rất nhiều nguyên tố vi lượng như nhôm, kali, natri và đặc biệt trong nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio còn chứa một số chất sinh học quan trọng có tác dụng rất tốt với sức khỏe. Ngoài ra, đông trùng hạ thảo còn chứa rất nhiều các vitamin khác như vitamin A, B2, C, E, K rất cần thiết với cơ thể của nam giới để giúp tăng cường lưu thông máu, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và chống mệt mỏi, nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho các quý ông. Và có rất nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc đã chỉ ra rằng đối với nam giới khi sử dụng dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio này thì có sức khỏe tuyệt vời hơn và phục hồi thể trạng nhanh hơn so với những người không sử dụng và ngoài việc là hỗ trợ tăng cường thể trạng, tăng cường sức khỏe, khi sử dụng thì dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio này còn giúp tăng cường sinh lý, đồng thời là ngăn chặn nhiều căn bệnh nguy hiểm, chẳng hạn như là ung thư và giúp giảm thiểu tình trạng căng thẳng mạch máu cũng như là giảm căng thẳng áp lực lên trí não của chúng ta. Vâng, như vậy có thể nói là một vơi gói nước đông trùng hạ thảo nhỏ vừa giúp cho chúng ta tăng cường thể lực mà lại có rất nhiều tác dụng tuyệt vời khác với sức khỏe và chính vì vậy, dòng sản phẩm này thì đang được ưa chuộng sử dụng nhiều hơn để giúp mang lại được sức khỏe tuyệt vời nhất. Và nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio thì đã được nghiên cứu kỹ càng trước khi tung ra thị trường. Đồng thời các nguyên liệu thì được chọn lọc kỹ càng để cho lên dây chuyền sản xuất và cho ra đời từng gói nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio đầy chất lượng. Và như Kiều Anh đã có chia sẻ, đó chính là nếu như chúng ta sử dụng nước uống đông trùng hạ thảo thì khả năng hấp thu của chúng ta sẽ gần như là đạt tuyệt đối là 100%. Bởi vì đông trùng hạ thảo khi chế biến ở dạng nước thì chúng ta sẽ hấp thu được tốt hơn, đồng thời là có tác dụng hiệu quả hơn. Vâng, như vậy có thể thấy là vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và các bạn hãy nhớ cho Kiều Oanh nhé, là mỗi ngày thì chúng ta chỉ sử dụng một gói nước đông trùng hạ thảo thôi ạ. Nhưng với việc sử dụng đều đặn mỗi ngày một gói như vậy, thì chỉ từ 2 tuần cho đến là một tháng, chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt ở sức khỏe của mình. Đồng thời là sẽ thấy là sức khỏe của mình được tốt hơn, mạnh mẽ hơn và cũng như là ngăn chặn được nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Thêm một ưu điểm nữa với dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio, đó chính là sản phẩm này thì được thiết kế ở dạng hộp gỗ như các bạn có thể thấy ở bên cạnh kiểu anh đây. À, và với việc dạng hộp gỗ được thiết kế sang trọng thanh lịch như này thì chúng ta có thể là sử dụng làm quà tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay là cấp trên. Vâng và tất nhiên rồi, để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.